nguồn nước sống tuôn cháy trong anh không cạn khô. Nếu anh đến bên Chúa Giêsu là nguồn nước sống tươi mát tâm linh, thì lòng của anh sẽ luôn thấy bình an. Ngài đã sống trong thế gian này mãi muôn đời. Ngài vẫn sống trong mỗi tâm linh đã nhận tin. Nếu em biết quay bước ăn năn thì tình yêu Chúa tha thứ muôn tội, và sự sống Cha sẽ giữ dần đời sống. Cậy luôn tới Chúa, vì Chúa đã đắc thắng thế gian, Chúa ta cưỡi tâm quyền năng thông tri, và Chúa sống bên quang, cho anh với tôi hướng vương.